Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Nam mô Mẹ Như Trì Kim Mẫu Cực Từ Tôn Đại Từ Tôn Cảm Ứng Chứng Minh A Di Đà Phật. Nam mô Vô Thượng Hư Không Phật Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Con Thơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng quý nam nữ Phật tử hiền sĩ huynh đệ gần xa kính mến, hôm nay là ngày 21 tháng 8 2020, đạo tràng Miễu Bà Tây A, đường 34, phường Bình Trân Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Phật tử Diệu Đức mạn phép đọc lại quyển kinh Tân Kinh Cứu Khổ. Diệu Đức phát nguyện đọc lại và cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh, cầu cho đất nước Việt Nam thế giới thái bình an lạc, cầu cho quốc thế dân an, vạn dân bá tánh thái bình, cầu cho muôn dân được an cư lạc nghiệp, ấm no hạnh phúc, và cầu nguyện cho cụ Huyền Thất Tổ nhiều đời nhiều kiếp về chư thiên cõi Phật. Nên hôm nay hữu duyên gia đình Trần Thị Ngọc Trâm, Trần Thị Thanh Thảo đã thành tâm phát nguyện ấn tống quyển kinh Tân Kinh Cứu Khổ của Đức Diêu Trì Phật Mẫu và cùng ban nhạc Ngô Thành Long và Lê Di. Diệu Đức mong rằng quý vị Phật tử hiền sĩ huynh đệ gần xa đón nhận bộ kinh Cẩm Nang Thơ Diêu Trì Phật Mẫu này như một món quà trên bước đường tu nhân học đạo. Diệu Đức nguyện đem công đức này xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh trọn thành Phật đạo. Trong khi hòa âm phối khí có điều chi sai sót, mong quý Phật tử huynh đệ hiền sĩ niệm tình bỏ qua cho. Nam mô Vô Thượng Hư Không Phật Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Con Thơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam nữ
lửa thật hành mới quy, ba lần cái
Mà làm sai
dịu.